Đất Giang Tô ở ngoại thành Dương Châu có người làm vườn tên là Cửu Tứ Lục. Một hôm y thấy tổ kiếm vàng liền đi vào nhà bếp, xách ra một xô nước đang sôi sùng sục, đổ ngay xuống ổ kiến. Hỡi ôi, kiến chết vô số. Tứ Lục thấy thế cười khà khà, tỏ ra đắc ý. Tháng 8 năm sau, y nằm mộng thấy có vô số kiến bò đến cắn khắp thân mình. Khi tỉnh dậy, quái lạ, toàn thân y nổi lên rất nhiều chấm đỏ, rồi biến thành bọc nước, làm cho y đau đớn vô cùng, kêu khóc vài ngày rồi nhắm mắt lìa đời, vô phương cứu chữa. Kiến tuy nhỏ nhưng cũng có tánh ham sống, sợ chết như người không khác. Thỉnh cầu đại chúng mở rộng lòng từ bi bảo hộ, chớ có tàn hại. Vào thời Đức Phật, có một anh đồ tể tên Chuyên Đá làm nghề mổ heo. Một hôm, anh ta mang một chứng bệnh kỳ quái, miệng mỗi lúc nào cũng tuôn ra máu mủ, đau đớn tột cùng. Sớm chiều cứ nằm trên giường rên la bi thảm như tiếng heo bị chọc huyết. Một hôm, Phật cùng A Nan đi khất thực ngang qua, bỗng nghe từ trong nhà anh ta vang ra những tiếng kêu kinh hãi. Tôn giả A Nan hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tiếng kêu đó là của người hay vật mà nghe ghê gớm quá vậy? Này A Nan, đó là tiếng kêu của người đồ tể Chuân Đá, chuyên thập huyết heo, làm cho chúng sinh đau đớn thấu trời thấu đất, không thể chịu nổi. Do nhân duyên ác nghiệp ấy nên mắc tội khổ như vậy. Nhân đó Phật dạy: sát nghiệp rất nặng, khi chết bị đọa vào địa ngục, thọ ngàn vạn khổ hình, mãn hạn chuyển làm súc sinh, nợ máu phải hoàn đền, trăm kiếp ngàn đời khó có ngày dứt. Lâm đạo trưởng nói: người đời tàn nhẫn đã thành thói quen, sát sanh ăn thịt, tích lũy lâu ngày đã quá sâu dày, tổn giảm phước đức. Tiếng kêu bi ai đầy oán hờn của con vật khiến cho họ gặp nhiều cảnh thiên tai địa ách, bệnh hoạn đói khát, giặc giã đau binh, cướp đi mạng sống của họ. Đó là lẽ báo ứng tự nhiên của trời đất. Nên biết rằng nghiệp sát càng nặng thì quả báo càng thi thảm. Vì thế, những người làm nghề sát sanh hại vật hãy mau thức tỉnh, nhanh chóng rửa tay đổi sang nghề lương thiện. Hãy ăn năn sám hối, ăn chay niệm Phật, bố thí phóng sanh, dung trồng cội phúc để đền bù lại những tội lỗi đã qua, mới mong tránh khỏi những tai họa cho con cháu sau này. Quý Phật tử muốn khi chết được an lạc thì chịu khó giữ giới không sát sinh, ăn chay phóng sanh. Phần nhiều người ta chỉ thích cúng dường bố thí, ít ai để ý đến việc phóng sanh. Quý Phật tử nên biết cúng dường bố thí kiếp sau hưởng được cảnh giàu sang, chứ không quá giải nổi nghiệp sát sinh. Muốn quá giải nghiệp sát, chỉ có cách trì chay giữ giới phóng sanh mới có thể quá giải dần sát nghiệp. Nếu không, khi nghiệp sát trổ quả, họ phải lãnh thọ ác báo bệnh hoạn, tai nạn, nằm liệt giường, muốn sống chẳng đặt, cầu chết cũng không xong. Cho nên trong kinh Phật dạy, chúng ta hãy lợi dụng lúc quả dữ chưa trổ, mình cố gắng làm nhiều việc thiện, háo đức phóng sanh để chuyển hóa ác nghiệp. Nếu không, khi ác nghiệp đến rồi, muốn tu hành làm lành thì không còn kịp nữa. Có nhiều người lúc bình thường quý sư khuyên giữ giới, ăn chay phóng sanh, họ không màng đến, đợi khi chết chóc khổ đau tới mới thức tỉnh phát tâm tu hành phóng sanh thì thật quá muộn màng. Vì vậy, ngoài việc cúng dường bố thí ra, chúng ta cố gắng đem hết khả năng của mình cứu vật phóng sanh để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã lỡ tạo ra. Có như thế mới mong khi chết được nhẹ nhàng an lạc. Nhân quả, tội phước rõ ràng như thế,
vậy mà có mấy ai để mắt nhìn vào. Có nhiều người đến chùa, tôi đưa kinh và ban thuyết pháp cho họ xem nghe, cho thấy rõ nhân quả tội phước, làm lành lánh dữ để tránh quả báo xấu về sau. Họ lại trả lời rằng: con không dám xem kinh nghe pháp, vì khi xem nghe rồi thấy làm việc chi cũng có tội. Tôi nói: thật ra nghề lương thiện rất nhiều, điển hình như thợ may, thợ mộc, thợ hồ, mua bán lương thiện, vân vân. Tại quý vị chê tiền ít không làm. Chúng ta nên nhớ, cho dù có kho vàng núi bạc, thử nghĩ khi ác báo tới, rồi bị bệnh hoạn, tai nạn, quan gia đòi mạng, tử thần gõ cửa, khi đó đem theo được gì ngoài hai chữ tội và phước? Đến khi ấy ăn năn đã quá muộn màng. Lại có người nói: con bận công chuyện suốt ngày, không có thời giờ xem kinh nghe pháp. Tôi nói: quý vị không có thời giờ xem kinh nghe pháp, chứ có thời giờ xem phim nghe nhạc, đi chơi, đọc sách nhảm nhí, ngồi nói chuyện thị phi. Thực sự mà nói, tại quý vị không thích nên mới trả lời như vậy. Chứ khi đã muốn rồi thì ở môi trường nào cũng có thể xem kinh nghe pháp được. Có nhiều người thấy cũng đáng thương. Lúc bình thường thì chẳng lo tu, đến khi hoạn nạn khổ đau thì vô chùa gian giái trời Phật và than thở với quý sư rằng: thưa sư, cuộc đời con sao khổ quá, hết bệnh hoạn tới tai nạn, lo âu buồn phiền cứ xảy ra mãi, không có lúc nào để cho con được yên thân, cho nên có nhiều khi con cũng chết cho rồi. Sở dĩ chúng ta khổ là vì đời trước và hiện tại không biết lo tu, hàng ngày cứ mãi sát sanh gieo đau đớn đến các loài vật và làm phiền lụy biết bao nhiêu người chung quanh. Vì thế khổ trước chưa nguôi, sầu sau đã tới. Các bậc thánh mỗi ngày ít nhất là làm cho một chúng sanh được an vui. Còn chúng ta hết làm khổ người tới vật, cho nên khổ mãi là vậy. Châm ngôn nhà Phật có câu: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát là bậc giác ngộ thấy rõ thập ác là nhân của khổ đau. Quý ngài sợ hãi chăm tu thập thiện, hành lục độ. Còn chúng sanh là những người si mê, gieo nhân thập ác. Đến khi quả khổ đau đến thì kinh hoàng khiếp sợ, gian xin cầu cứu. Đó là nói lên tính mê muội của con người, được gọi là chúng sanh sợ quả khổ mà không tránh nhân xấu. Chúng ta sống trong cảnh giới ta bà này chẳng khác nào ở trong một biển khổ bao la. Trong cái biển khổ bao la này, chúng sanh tàn sát não hại lẫn nhau, chẳng khác nào ở chốn địa ngục. Quý vị vô nhà thương, khám đường, những nơi chiến trường và lò mổ gia cầm, đó là địa ngục của trần gian. Nói gần một chút nữa, nhà bếp của chúng ta là địa ngục Đao Sơn. Hằng ngày chúng ta biến mình thành quỷ sứ, đập đầu, cắt cổ, lột da, bầm chặt, chiên xào, nấu nướng các loài vật, thì có khác gì quỷ sứ hành hình những tội nhân ở chốn địa ngục? Trong cái biển khổ mênh mông này, có mấy ai giác ngộ lo tu hành, cứ mãi chạy đuổi theo danh lợi. Họ tranh chấp lừa dối, dùng mọi thủ đoạn để hãm hại lẫn nhau và thẳng tay tàn sát các loài vật để thỏa mãn lòng ham muốn của mình. Càng ham muốn thì càng lún sâu vào tội lỗi. Như thế là mỗi ngày họ lại tiếp tục gây tạo thêm ác nghiệp chất chồng, thì sớm muộn gì cũng phải lãnh cái quả báo đau thương. Để tránh ác báo, trong Khế Kinh nói: thuở xưa Phật dạy tín nữ Mạc Lợi, phải thường khởi lòng từ đối với tất cả chúng sanh, không làm nghề ác, xa lìa sát sanh, hại vật, cố gắng tập ăn chay kỳ, tụng kinh niệm Phật, cứu giúp mọi loài. Lần hồi tiến lên cho đến khi trường chay bất sát. Là Phật tử ai ai cũng biết không sát sanh ăn thịt, trường chay bất sát là điều tốt, nhưng khó thực hành vì con người đã có thói quen sát sanh ăn thịt từ thuở nhỏ nên bỏ ăn thịt rất khó.
không bỏ được phải làm sao? Chuyện này cần phải quán tưởng những điều sau đây. À, lo sợ gặp phải chiến tranh. Xin hỏi, mọi người có sợ chiến tranh xảy ra không? Nếu sợ, khi đặt chén thịt trước mặt mình nên quán. Lúc con vật bị giết, nó sợ sệt giống như con người sợ chiến tranh chết chóc đến vậy. Vì muốn tránh cảnh chiến tranh, tôi dứt khoát không ăn chén thịt này. B. Sợ bị bắt trói khi giặc cướp đến. Quán tưởng bước 2. Một mai chiến loạn xảy ra, giặc đến, nhân dân bị bắt trói, thật là đáng sợ. Khi đó nên quán tưởng chén thịt này, con vật lúc bị người mua bắt trói dắt đi làm thịt, hình ảnh kêu gào của quyến thuộc chúng nó thật đáng tội nghiệp. Vì để tránh sự bắt trói bởi giặc giả, làm cho gia đình ly tán bi thương, tôi dứt khoát không nỡ ăn chén thịt này. C. Chính mình bị giết. Quán tưởng bước 3. Giả sử thân ta khi sắp bị người khác giết, bản thân mỗi người có muốn hay không? Lúc này nên quán tưởng sự đổ máu đau đớn của con vật khi bị đập đầu, cắt cổ, bầm, sắt, hầm, nấu, chiên, nướng. Để tránh thân mình khỏi bị kẻ khác giết hại, bầm, sắt, chiên, nấu, chén thịt này tôi thật không dám ăn. Nếu quán được ba pháp quán này, không những chúng ta chẳng muốn sát sanh ăn thịt nữa, mà còn phát lồ sám hối những hành vi bất thiện của mình trong quá khứ và hiện tại, đồng thời phát tâm Bồ Đề, thành kính cầu xin chư Phật và Bồ Tát gia hộ cho mình được đạo tâm kiên cố, trì trai, giữ giới, bố thí, phóng sanh cứu độ mọi loài, để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã lỡ tạo ra. Có một quán cơm chay treo một câu đối rất hay: người ăn chay thiên hạ giết nhau, ta không bị giết. Nghĩa là người ăn chay hàng vạn chúng sanh bị giết, trong đó không có ta. Ăn chay công đức quả thật vô cùng thù thắng. Vậy mà có nhiều người không hiểu ý nghĩa ăn chay, họ ăn theo thời cuộc, ăn như vậy sẽ không tăng trưởng tâm từ và bỏ dở giữa chừng. Muốn ăn chay bền phải vì lòng từ phát tâm ăn chay mới lâu dài, hưởng nhiều phước lành. Trong kinh Bát Nhã Phật dạy, các hàng đệ tử phải tinh tấn tu trì pháp thập thiện. Đối với các sinh vật thường khởi tâm từ bi, cứu khổ, ban vui. Lời Phật dạy như thế, vậy mà có nhiều người chẳng những họ không biết ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, làm lành, lánh dữ. Trái lại, khi thấy người thân trong gia đình hay người ngoài ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, họ không khuyến khích, khen ngợi, còn quỷ báng và tìm đủ mọi cách ngăn cản phá hoại. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói, nếu người nào ác tâm khinh khi, chê bai, ngăn cản, du bán người tu hành, thì Ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sinh. Nói tóm lại, chúng ta phải biết sợ ác báo mà cố gắng giữ giới không sát sanh. Muốn không sát sanh, cần tu tâm từ. Muốn có tâm từ phải ăn chay, thương người mến vật, cứu giúp mọi loài. Giữ giới ăn chay cũng là một cách phóng sanh, trưởng dưỡng tâm từ, nêu gương cho đời. Được như vậy mới tránh khỏi cái quả bồi thường thân mạng, xương thịt, máu huyết. Lòng từ mỗi ngày thêm mở rộng, thân tâm thanh tịnh, phát sinh trí huệ, đạo quả chống duyên thành. Có như vậy mới mong kiến tạo một thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Đúng như lời Tổ đã dạy: tất cả chúng sanh không nghiệp sát, mười phương thế giới khỏi đao binh. Mỗi nhà mỗi nơi đều tu thiện, thiên hạ lo chi chẳng thái bình. Trong kinh Thập Thiện, Phật dạy: nếu ai xa lìa nghiệp sát, thời thành tựu được mười pháp không còn bức não. Một là
đối với chúng sanh cùng khắp bố thí đức vô úy. 2. Thường khởi lòng đại từ với các chúng sanh. 3. Dứt sạch tất cả tập khí giận hờn. 4. Thân thường không bệnh. 5. Mạng sống lâu dài. 6. Thường được thiên thần ủng hộ. 7. Không thấy ác mộng, thức ngủ yên vui. 8. Diệt trừ oan nghiệp, oán thù tự giải. 9. Không sợ sa đường dữ. 10. Khi chết sanh lên cõi trời. Nếu đem công đức đó hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật được tùy tâm Phật thọ mạng tự tại, nên có câu: trong thập giới sát sanh thứ nhất, người tu hành giữ đức hiếu sanh, vật người một thể hóa thành, chẳng nên sát hại ấy danh hành từ. Ai không sát hại sanh linh, tuổi đời trường thọ thân hình tốt tươi, mai sau hưởng được ngôi trời, hào quang chiếu sáng trong ngoài đều soi. Ngược lại, nếu người nào suốt đời chỉ biết giết hại, bàn tay luôn luôn đẫm máu, gây những sự chết chóc, đau đớn, quằn quại, rên la đối với chúng sinh, chẳng có một chút từ tâm, hạng người như thế trong đại luận nói phải gặt lấy 10 ác báo. 1. Thường chứa độc trong tâm, đời đời chẳng dứt. 2. Người đời chán ghét, mắt chẳng dám ngó. 3. Mọi loài nhìn thấy kinh hãi, tránh xa. 4. Thường thấy chim bao dữ. 5. Khi ngủ giật mình, lúc thức cũng chẳng yên. 6. Tổn giảm tuổi thọ. 7. Khi mạng chung chết một cách thê thảm. 8. Gây nghiệp nhân chết yểu cho đời sau. 9. Sau khi chết đọa địa ngục. 10. Sanh lên nhân gian bị quả báo bệnh hoạn, tai nạn, chết vì đao binh, giặc cướp, thiên tai, địa ách, lửa cháy, nước trôi, luân hồi thường mạng lẫn nhau. Trong kinh đã nói như thế, người học đạo há chẳng sợ? Hãy tự săn chừa ư. Cổ đức cũng than: ác thứ nhất sát sanh gây dạ, tánh hung hăng đâm chém chặt bằng, chất chứa điều hung dữ trong tâm, chờ đắc thế ra tay hạ sát. Giết đến đây động lòng rào rạt, gẫm nhiều người bội bạc thâm ân. Nào kể chi lão quân thần, tôi giết chúa con đành sát phụ. Lúc nguy cơ tớ mong hại chủ, trò giết thầy tội ấy đáng không? Thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng, niềm huynh đệ cùng nhau cấu xé. Cũng có lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cốt nhục giết nhau. Tranh lợi danh giết lẫn đồng bào, tình nhân loại phân chia yểm bách. Giết thú vật đầy lòng kiêu cách, tưởng rằng mình như thế là ngoan. Khuyên bá gia bá tánh diệt đàn, chớ sát hại mạng người như thế. Chớ giết vật đặng mà cúng tế, gẫm thánh thần đâu có tư riêng. Rủi ốm đau bởi tại căn tiền, hoặc hiện kiếp làm điều bạo ác, phải ăn năn phước điền tạo tác. Lo thuốc thang khấn vái Phật trời, nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời, xuống phước rộng từ bi hỷ xả. Đấng thần minh công bình trực dạ, đâu ăn lo đổi quả làm may. Mở tâm linh nghĩ đến đoạn này, điều quả phước ấy cơ báo ứng. Chẳng biết thân còn toan chứa đựng, quả bất lành chưa trả dây thêm. Cầu cho đời sóng lặng gió,
đặng bá tánh an nhàn tu niệm. Hai, không trộm cướp. Trộm có nghĩa là thiết mưu kế, rình rập, lén lút để lấy những vật lớn như tiền của, vàng bạc, ngọc ngà, châu báu. Gian dối đủ cách, như là lấn ranh đất, mua cân già, bán cân non, đo gian, đông thiếu, lừa người, cho đến vật nhỏ như mũi kim, sợi chỉ, củ khoai, trái ớt đều phạm giới trộm cả. Cướp là ý mạnh hiếp yếu, lập bè kết đảng, giật ngang của người, hoặc cậy thế ý quyền, làm tiền kẻ yếu là ăn cướp. Thừa cơ hội bắt chẹt người ta trong lúc lâm nguy, túng thiếu, đó cũng gọi là ăn cướp. Nói tóm lại, bất cứ hình thức nào do lòng gian tham, lấy của người bất chánh đều là trộm cướp cả. Phật cấm trộm cướp là để trưởng dưỡng lòng từ. Nếu chúng ta nhẫn tâm lấy đi tài vật của người, làm cho họ phải lâm vào cảnh khó khăn, đứng ngồi không yên, âu sầu tìm kiếm, bỏ dở công việc làm ăn, có khi mất mát quá nhiều, sinh ra buồn rầu, đau ốm, tuyệt vọng, tâm trí rối loạn, điên cuồng, tự tử. Thế là ta đã bóp chết lòng nhân từ. Mà lòng nhân mất thì khó mà làm người được. Thử nghĩ, mình vô ý đánh mất, hay bị người ta lấy đi đôi dép, cái nón, tiền bạc, chút ít còn cảm thấy buồn phiền, ăn ngủ không yên. Tại sao ta nỡ lòng nào lấy đi của người, làm cho họ phải khóc than, đau khổ? Người đời thường nói, tiền của là huyết mạch. Nếu như ai nhẫn tâm lấy đi, tức là cướp đoạt xương máu, giết chết sinh mạng của người ta rồi. Do đó, Đức Phật ngăn cấm trộm cướp. Vì trộm cướp chẳng những trái với tâm từ, mà còn gây nhân xấu trong hiện tại, bị cảnh tù tội khảo tra, mọi người khinh khi phỉ nhổ, làm xấu hổ cho mình và con cháu, đánh mất tất cả nhân phẩm đạo đức, uy tín bị chôn vùi, công danh sự nghiệp ngay đó sụp đổ. Bởi vì không còn ai dám tin tưởng làm ăn hay giao phó công việc cho hạng người gian tham, tương lai chắc chắn đen tối. Lại thêm cái khổ nữa, khi đi đến nơi nào cũng bị người ta nghi ngờ oán ghét, lỡ có mất cái gì, ai lấy ở đâu cũng đổ thừa họ. Giả lại, của phi nghĩa làm chi nên chuyện vào cửa trước ra cửa sau, tiêu hao mau lẹ như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Xem chuyện xưa cũng như nay, những phường cường hào ác bá, dơ dép của dân, lạm dụng của công, đầu trộm đuôi cướp, làm ăn phi pháp, kết quả bị luật pháp trừng trị, tịch thu hết tài sản, tay trắng vẫn hoàn trắng tay, lại để tiếng nhơ cho đời khinh khi. Hiện tại đã khổ như thế, đời sau lại chịu cảnh ưu sầu vì mất của, bần cùng đói rách. Quý vị cũng thấy có nhiều người rất khôn khéo, siêng năng, lanh lợi, làm lụng vất vả, tính toán hơn thua đủ cách, nhưng nghèo khổ vẫn là khổ nghèo. Giống như người thiếu nợ, làm ra có chút ít, chủ nợ đến lấy hết, nếu không cũng bị tai nạn, bệnh hoạn, làm ăn thua lỗ, hay bị người ta giật hết của cải. Nếu lòng tham quá độ, thời bị đọa làm thân trâu ngựa để trả nợ cho người. Chúng ta hãy xem qua bài kệ cảnh tỉnh của Trần Thái Tông. Quét vách đào tường chí những đâu, trăm mưu ngàn kế luôn tham cầu. Của tiền giàu có đời nay được, đời sau luôn luôn kiếp ngựa trâu. Qua bài kệ trên, chúng ta thấy những người tham lam, trộm cướp,
chắc chắn đời sau phải mang lông, đội sừng, cày bừa, lôi kéo nặng nhọc, trả nợ cho người. Chẳng những như thế, còn bị đọa làm quỷ đói. Chúng ta hãy xem qua câu chuyện trong Kinh Tập Tạng sau đây để thấy rõ tai hại của lòng tham. Thuở và còn tại thế, một hôm Tôn giả Mục Kiền Liên du hành cảnh giới ngạ quỷ, thấy một con quỷ, bụng của nó to như cái trống, cổ nhỏ tợ cây kim, ăn uống không được, đói khát khổ sở vô cùng. Nó thấy Ngài Mục Kiền Liên liền hỏi: Thưa Tôn giả, do ác nghiệp gì mà tôi bị đọa làm quỷ đói khổ sở thế này? Ngài Mục Liên đáp: Tại vì đời trước ngươi tham lam, trộm cướp, thẳng tay dơ dép dựng của phi nghĩa, nên mới bị đọa làm quỷ đói như thế. Chuyện trên để cảnh tỉnh những người túi tham không đáy, hãy xem đó mà tự răn dạy mình. Người xưa có câu: Nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Nghĩa là người không tốt không làm bạn, của phi nghĩa không lấy. Ôi, nhà nho còn thế, huống chi là Phật tử, lại đi tham lý của người hay sao? Kinh Thập Độ nói: Tiền thân Phật có lúc làm người nghèo, nhưng Ngài nói rằng: Ta thà giữ đạo nghèo đói mà chết, chứ chẳng làm người vô đạo để được giàu sang mà sống. Cho nên các con thà bị chặt tay, chớ lấy của quấy, vì bị chặt tay chỉ khổ một đời, còn trộm cướp bị đọa trong ba đường dữ, đời đời mắc báo không tay. Ở đời ai cũng mong cầu cho mình được giàu sang, mà cứ gieo nhân tham lam bỏng sẻn, chuyện đó không bao giờ có. Nếu được đi chăng, chẳng qua là hưởng dư phước của đời trước, hưởng hết rồi phải bị đọa mà thôi. Trong Khế Kinh nói: Thuở Phật, có ông trưởng giả giàu có của cải vô số, nhưng ông ta không hề biết bố thí cúng dường là gì, lại chuyên môn làm việc ác. Ngài Mục Kiền Liên lấy làm lạ, nên nhập định, thấy bảy đời liên tục của ông ta không tạo được một chút phước lành gì, nhưng không hiểu tại sao đời nào cũng được giàu sang. Ngài liền đem chuyện đó hỏi Phật. Phật bảo: Này Mục Kiền Liên, sở dĩ ông trưởng giả độc ác kia được hưởng phước liên tục bảy đời như thế là vì trong quá khứ ông ta tạo phước quá nhiều nên mới được giàu sang đến nay. Không lo tạo thêm nhân lành, lại gây ác nghiệp, tổn giảm phước đức, hết đời này qua kiếp sau bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà không hay biết. Thật đáng thương thay. Qua lời Phật bảo đã giải đáp cho những ai hay than: Sao tôi tu hành làm lành mà gặp toàn chuyện không may, còn những kẻ gian tham ác đức bất nhân lại được giàu sang sống lâu? Quý vị nên biết, nhân quả tuần hoàn, thiện ác phân minh, đến chậm hay mau tùy theo nghiệp lành dữ của mỗi người. Chớ vội cho là không có quả báo, mà phải tin sâu lý nhân quả để giữ vững niềm tin, tiến tu đoạn trừ hết ác nghiệp, gieo phước duyên lành cho hiện tại và vị lai. Đó mới thật là người Phật tử có trí huệ nhập đạo. Kinh Pháp Cú Phật dạy: Khi quả ác nghiệp chưa mùi, người ngu lầm tưởng yên vui mật đường. Đến giờ quả chính như thường, người ngu mới thấy chán chường khổ đau. Khi quả thiện nghiệp chưa mùi, người thiện lầm tưởng sụt sùi khổ đau. Khi quả thiện nghiệp chín mùi, người thiện mới thấy an vui tốt lành. Tích lũy điều thiện thì gặp điều thiện, tích lũy điều ác thì gặp điều ác. Phải suy nghĩ cho cẩn thận, trời đất không bao giờ sai lầm đâu. Người làm điều thiện thì có điều thiện trả lại, người làm điều ác thì có điều ác trả lại.
Nếu không thấy trả lại là tại chưa đến ngày giờ đó thôi. Từ thần ông: trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu, lưới trời lộc lộng tuy thưa mà chẳng lọt. Người hiền xưa muốn diệt trừ tánh tham lam trộm cướp, trong khí kinh Phật dạy phải tự biết đủ, đừng quá tham cầu, cần kiệm, siêng năng, đo làm ăn chân chánh, xem tất cả chúng sanh là quyến thuộc, phát tâm bố thí, sống đời thanh bạch, không tham của thế, tự nhiên diệt trừ tánh tham và được người đời tán dương ca tụng. Như chuyện ông Tư Thành là vị quan Thanh Liêm, một hôm có người đem viên ngọc quý đến biếu, nhưng ông ta không nhận. Tôi quý trọng ngài là quan phụ mẫu của dân nên mới kính tặng viên ngọc quý, nhưng tại sao ngài không nhận? Người biết quý trọng viên ngọc thì ta cũng biết quý trọng đức Thanh Liêm. Nếu như nhận viên ngọc đó, ta sẽ mất đức Thanh Liêm, còn ngươi mất đi viên ngọc, cả hai đều mất, nên ta không nhận. Câu chuyện quan Tư Thành không nhận viên ngọc được người đời khen ngợi đến nay. Sự sách vẫn có ghi lại, hoặc là thế của rơi không đấy. Khi người ta biết được sự cao thượng đó, ai cũng khen ngợi, tin tưởng. Nhờ thế, làm việc chi đều được thành công tốt đẹp. Ngày xưa, Dương Lạc Tử một hôm đi xa, gặp vàng rơi giữa lộ. Sau khi tri hô, nói nhiều lần mà chẳng có ai đến nhận lại, Dương Lạc Tử bèn lượm vàng lên, rồi vội vã đem về nhà. Người vợ thấy thế nghiêm nghị trách chồng rằng: em nghe nói kẻ chí sĩ uống nước trước phải hỏi xin, nếu người ta không cho thì không uống, và chẳng ăn cơm mời lơi. Có đâu Lan Quân lại muốn giữ của rơi rớt này làm nhơ phẩm hạnh mình? Nghe vợ nói đúng lý, Dương Lạc Tử lấy làm hổ thẹn, lật đật đem vàng ấy quăng ra ngoài đồng quan. Chuyện vợ chồng Dương Lạc Tử thấy vàng không tham, được người đời kính phục, tin tưởng, nên về sau việc làm ăn mỗi ngày một phát đạt. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ nói: nếu thấy vật rơi như tiền của, vàng bạc, ngọc ngà, châu báu, khi chúng ta lượm lên rồi, nên hỏi rằng vật này là của ai. Nếu như có người nhận thì phải gặng hỏi hình tướng, nếu đúng sự thật nên trả lại cho họ. Nếu nói nhiều lần mà không có người nhận thì đem gửi cho các cơ quan hữu trách. Hơn nữa, người không trộm cướp có công đức thù thắng, được chư thiên thần gia hộ, không ai dám xâm phạm tài sản của họ và vượt qua mọi ách nạn. Điều đó quý vị cũng thấy có nhiều trận giặc giả, bom đạn, đốt phá, cướp bóc, thiên tai, lũ lụt tàn phá, nhiều nhà đổ nát tiêu tan, nhưng cũng có nhà vẫn còn nguyên vẹn. Như thế đủ biết, người không gian tham, dù sống ở bất cứ nơi nào, cũng không có gì xâm phạm được, lại không hề khiếp sợ trước nghịch cảnh và thoát nạn tu hành đắc quả. Đúng như trong Kinh Pháp Cú thí dụ nói: thuở Phật, ở thành Xá Vệ, có ông thiện nam Tiểu Ca Lá. Một hôm, ông đến tịnh xá thọ Bát Quan Trai. Khi trời gần sáng, ông ra bờ hồ súc miệng rửa mặt. Lúc đó có tên ăn trộm chạy đến, quăng túi đồ trước ông rồi bỏ chạy. Những người đuổi bắt kẻ trộm tới bờ hồ, thấy tang vật trước mặt ông nên họ hỏi: có phải người là ăn trộm không? Ông Tiểu Ca Lá bình tĩnh đáp: tôi không có ăn trộm. Họ không tin, túm lấy ông đánh đập. Khi đó có nhóm nữ tỳ đi đến hồ múc nước, thấy thế tới can ngăn, phân giải vì ông Tiểu Ca Lá là người giữ giới rất tốt. Nhờ vậy họ mới chịu buông tha. Tiểu Ca Lá đi vào tịnh xá thuật lại với chư tỳ kheo về chuyện này. Chư tỳ kheo đem chuyện đó trình lên Đức Thế Tôn. Ngài dạy: này các tỳ kheo,
Thiện Đam Tiểu Ca Lá nhờ giữ giới không trộm cướp mà được toàn mạng. Chúng sanh tự mình làm ác, tự mình nhiễm ô, sa xuống địa ngục, và cũng tự mình giữ giới thanh tịnh, thoát khỏi ác nạn, sanh lên nhàn cảnh, giải thoát niết bàn. Cuối thời pháp, Thiện Nam Kiểu Ca Lá đắc quả Tu Đà Quần. Nói tóm lại, người không gieo nhân trộm cướp, tức là không gây oán thù với ai, nên thân tâm được an lạc, đi đến đâu cũng được người khác tin cậy, giao phó cho mình những địa vị quan trọng, làm nên sự nghiệp. Ngoài xã hội, nếu không có người trộm cướp thì nhà nhà chẳng cần đóng cửa, của rơi không mất, cảnh tượng giành giật chẳng còn diễn ra nữa. Nhờ vậy mà thế giới được thái bình, nhân dân yên ổn, thật không có gì vui sướng hơn. Trong Kinh Thập Thiện, Phật dạy: nếu ai xa lìa trộm cướp mà làm việc bố thí, thời hưởng được 10 pháp lành như sau: 1. Giàu có của cải, vua, giặc, nước, lửa và con hư không thể phá diệt. 2. Nhiều người thương mến. 3. Người không phụ gạt. 4. Không lo tổn hại. 5. Mười phương khen ngợi. 6. Tiếng tốt đồn khắp. 7. Ở trước đại chúng không hề khiếp sợ. 8. Của cải, tính mạng, hình sắc, sức lực, an vui, biện tài đầy đủ. 9. Thường sẵn lòng bố thí. 10. Mạng chung sanh lên cõi trời. Nếu đem công đức lành ấy hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được chứng trí thanh tịnh đại bồ đề, nên có câu: giới thứ nhì cấm trừ trộm cướp, vật của người chẳng được gian tham. Người tu hành của cải chớ tham, chẳng nên khởi ý lấy làm của ta. Ai không trộm cướp của ai, tự nhiên vàng bạc của tiền đầy kho, cung đền thất bảo thật to, thân tâm vui thú không lo chi mạng. Ngược lại, trong Kinh A Hàm, Phật nói: nếu ai tham lam trộm cướp, hiện tại người khinh kẻ oán, tâm trí bất an, thường vướng ách nạn, bị chủ bắt giao cho quan, giam vào lao ngục, cực hình tra tấn, hành phạt đủ cách. Sau khi mạng chung đọa vào địa ngục, lửa dữ thiêu đốt, bị ngục tốt bắt trụng vào chảo dầu sôi, gươm đao đâm chặt, bỏ chỗ dơ bẩn, cối xay nghiền nát, chua chát, đau nhức, đủ cách hình phạt không sao kể xiết. Trải qua trăm ngàn năm như thế, tội địa ngục vừa mãn, sanh làm ngạ quỷ, đói khát, khổ ngặt không thể nói hết. Những nỗi khổ đó kéo dài đến trăm ngàn năm. Hết kiếp ngạ quỷ, kế sanh làm voi, ngựa, trâu, bò, lạc đà, dê, lừa, chó, ra sức đền bù nợ người. Tội súc sanh hết, sanh lên làm người hạ tiện, nghèo cùng đói rách, lại thường bị cảnh nước trôi, lửa cháy, vua bắt, quan đoài, giặc dữ cướp đoạt, con hư phá hủy, làm tiêu tan hết tài sản, và mong cầu việc chi đều không thành tựu. Những ai hay trộm cướp, hãy mau nghe lời Phật dạy, ăn năn cải sửa, nếu không đến khi bị tội mới hối hận thì quá muộn màng. Cổ Đức kệ rằng: ác thứ nhì ý là đạo tặc, lấy của người sắm ăn sắm mặc, chẳng kể công nước mắt mồ hôi, phá lương dân và nã luống bồi hồi, ngày làm lụng đêm lo gìn giữ, trốn pháp luật tập tành đủ thứ, đào đào tường quét vách khuân đồ, tội chập chồng đâu biết ở mô, trốn người khỏi trốn trời sao khỏi, nay đuốc huệ từ bi đã rọi,
vào thâm tâm những kẻ gian phi. Hãy tu thân chừa thói vô nghì của phi nghĩa, làm chi nên chuyện. Luật nhân quả thật là cao diệu, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Người nào cứ mãi chất chứa những phiền não sân si, ganh ghét, đố kỵ, thì trong thân ta phóng ra những trược khí, quả điển làm cho người chung quanh cảm thấy khó chịu khi giao tiếp với mình. Ngay đó việc làm ăn thường thất bại. Thí dụ như người bán hàng mà ăn nói cọc cằn, thô lỗ, thì thử hỏi ai dám đến mua. Cho nên người Trung Hoa nói, bí quyết mua may bán đắt là gương mặt phải vui tươi, nói lời êm dịu, chân thật, nhiệt tình, ân cần với khách mới làm ăn lâu dài được. Đối với chúng ta là người tu, lại cần nhẫn nại ôn hòa hơn mới hướng dẫn người ngoài vào đạo được. Ngược lại, nếu cứ mãi chất chứa những phiền não trọng trược thì chẳng hóa độ được ai. Nói chung, muốn cho lòng từ được thành tựu tốt đẹp, trước tiên chúng ta phải ăn chay giữ giới. Mỗi khi thấy, nghe người và vật lâm vào cảnh khổ, liền tìm phương cứu giúp một cách bình đẳng, làm cho chúng sanh hết khổ được vui là mình mừng, không mong cầu chi hơn. Nguyện mau thành Phật cứu độ chúng sanh. Được như thế mới phù hợp bản ý và lời dạy của Phật. Nếu không, sẽ rơi vào trạng thái thương yêu vị kỷ, hẹp hòi, do lòng ái nhiễm gây nên khổ đau. Quý vị hãy cùng tôi suy nghiệm qua mẫu chuyện sau đây sẽ rõ. Thuở Phật còn tại thế, Mặc Lợi phu nhân là tín nữ thuần thành. Một hôm, vua Ba Tư Nạp ngồi đàm đạo với bà. Vua hỏi: Này Ái hậu, trẫm nghe Phật nói ái là gốc khổ đau. Ta không chấp nhận vì ái đem đến khoái lạc cho con người. Bệ hạ nói ái là khoái lạc. Vậy thần thiếp xin hỏi, thí dụ trong nước có thiên tai, dân chúng lâm nạn chết chóc, khi đó bệ hạ có khổ không? Trẫm chỉ buồn chứ không khổ. Giả sử con gái mình là cành vàng lá ngọc, nó chết, bệ hạ có khổ đau không? Sao hậu nói thế? Con mình chết mà không khổ đau sao được? Chính ái là gốc sinh ra ưu, bi, khổ, não. Bệ hạ không thấy sao? Vua Ba Tư Nạp nghe qua liền tỉnh ngộ nói: Nhờ Ái Khanh giảng giải, trẫm mới hiểu lời Phật dạy, thật là hữu ích. Thành ra, lòng từ phải có trí huệ bình đẳng, vô ngã, vị tha, mới đạt đến cảnh giới từ tâm tam muội, hóa giải hết phiền não, oan trái hận thù, khổ đau, đem lại an lạc, giải thoát cho mình và chúng sanh. Nên có một bài thơ ca ngợi lòng từ như thế này: Lòng từ đẹp tựa như gương, không pha ác cảm, không dương tư thù, thơm như hoa huệ sương thu, nhờ lòng cao thượng người tu hạnh từ. Hay là: Đường dạng nẻo đường đời đầy cát bụi, nhưng ai ơi còn một nẻo vinh quang. Có trang vàng bác ái đượm tình thương, có sọt dương chi lờ lững chảy, có giống cây từ bi muôn dạng trái, có hoa thơm hỷ xả ngát hương thơm, có con thuyền bát nhã độ nhân sinh, vượt bể khổ đưa người về bến giác. Có nhiều người nói nếu như cái gì cũng từ bi hết, thử hỏi nhà nông làm ruộng mà không xịt thuốc sâu, mò bắt chim chuột thì nó phá hoại hết mùa màng, lấy cơm đâu mà ăn. Hơn nữa những loài hung dữ như hùng, beo, sư tử, rắn rết, mình không giết nó cũng hại mình. Quý vị nói như thế chỉ đúng về mặt thế gian, đấu tranh để sinh tồn,
nhưng trái ngược tinh thần từ bi. Phật dạy: xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Nếu người nào chấp cái thân này là thật rồi giết hại các loài sinh vật để bảo vệ mạng sống, thì sau khi chết phải sanh trở lại chịu cảnh trả dây, giống như ai mến nhà tiếc của, đi đâu rồi cũng trở về nhà. Chấp cái thân này phải trở lại thọ lấy thân sanh tử, chứ không thể thành Phật, thánh, tiên được. Không cần suy diễn nhiều, quý vị hãy xem mẫu chuyện trong kinh Pháp Cú thí dụ sau đây, thời sẽ rõ. Thuở Phật còn trụ thế ở thành La Duyệt Kỳ, một hôm có hai thầy tỳ kheo cùng đi sang nước Xá Vệ viếng Phật. Nhưng gặp năm hạn hán, đường đi xa xôi, bao nhiêu lương thực, nước uống mang theo lần hồi hết sạch. Trong lúc nguy cấp, đói khát cháy cổ, chân tay bủng rủng, bỗng thấy một cái hồ, dưới đáy còn đọng lại ít nước. Hai thầy vui mừng quá, liền xuống định múc uống. Nhưng than ôi, trong nước toàn là côn trùng, không biết tính làm sao. Nếu uống thì phạm giới sát sanh, không uống phải chết. Thầy nhỏ nói, mình nên uống để duy trì mạng sống, đi đến viếng Phật nghe Pháp. Thầy lớn tự nghĩ, mình đã thọ giới bất sát, nếu uống thì phạm giới, còn mặt mũi nào nhìn Phật, cho nên chấp nhận chết. Người thầy nhỏ thấy người bạn đồng hành lìa trần, trong lòng vô cùng buồn bã, cất bước lên đường. Khi đi đến nơi gặp Phật, liền đem câu chuyện đau lòng đó thuật lại và hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, chẳng hay người bạn của con thác sanh vào chốn nào? Phật đáp: Bạn của ngươi nhờ giữ giới thanh tịnh nên sau khi chết tức khắc sanh làm chư thiên, có oai đức tự tại, trước thấy ta rồi. Còn ngươi vì mê chấp cái thân giả tạm nên phải chịu cực khổ vất vả, lặn lội đến nay mới tới. Tuy đến gần bên ta nhưng cách xa ngàn dặm. Nhưng đó Phật dạy: thân này là bất tịnh do tứ đại giả hợp, chớ có tham mến mà gây ra ác nghiệp, phải lợi dụng nó làm lợi ích cho chúng sanh, xả thân cầu đạo mới mong sanh về cảnh giới an lành thành Phật. Lại nữa, giữ giới không sát sanh sẽ có công đức rất lớn, chú nguyện việc chi đều được thành tựu tốt đẹp. Như vào thời Đức Phật, một hôm sư Ahimsaka đang đi khất thực, sư gặp một thiếu phụ nghèo đang lâm bồn dưới một cụi cây ở lâm viên. Thiếu phụ đau đớn vô cùng mà không sinh nở được. Sư xúc động quá, liền vì bạch Phật tìm phương cứu giúp. Phật bảo: sư hãy đi mau tới thiếu phụ kia, rồi thành tâm nói như vậy: này cô, từ ngày tôi xuất gia trong giáo pháp giác ngộ đến nay, tôi chưa bao giờ cố ý xúc phạm đến sinh mạng của một loài nào. Nguyện nhờ công đức lành này mà cô sinh cháu được bình an. Lập tức sư Ahimsaka đi nhanh tới khu lâm viên nói với người thiếu phụ đúng theo lời Phật dạy. Chỉ một vài phút sau đó, thiếu phụ sinh được em bé bình an. Song nghiệp sát thật là khó giữ, vì sự ăn uống hàng ngày người ta phải sát sanh hại vật, cố ý hay vô tình sát hại biết bao sinh vật chết thảm. Cho dù biết rằng sau này phải bồi thường sanh mạng, chịu nhiều thống khổ, nhưng họ vẫn làm. Trong kinh Địa Tạng dạy, tất cả cử chỉ động niệm của chúng sanh đều gây thành nghiệp. Mỗi bước đi, từng hớp nước, có vô số vi trùng phải hy sinh vì mình. Cho nên Ngài khuyên chúng ta cố gắng bố thí, phóng sanh, lập công bồi đức, hóa giải bớt quan nghiệp, để cho các hàng đệ tử không tạo nghiệp sát. Kinh Niết Bàn dạy, thời kỳ đầu Phật tạm dùng phương tiện cho ăn ngủ tịnh nhục. Thứ nhất, không thấy con vật bị giết. Thứ hai, không nghe tiếng kêu la của chúng. Thứ ba, không nghi người ta giết cho mình ăn.
Thứ tư, con thú tự nó chết. Thứ năm, con thú này ăn thịt con thú kia còn dư. Đó là năm thứ thịt. Để cho người sơ cơ mới bước đầu vào đạo chưa quen ăn chay, tạm dùng như thế. Đến thời kỳ thứ hai, Phật cấm hẳn không cho ăn thịt bất cứ trường hợp nào. Vì người ăn thịt đoạn mất căn lành, không thể thành tựu đạo quả Bồ Đề. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói: những người ăn thịt dù được khai ngộ, nhưng đến khi hết phước báo, ác phải chìm trong biển khổ, chẳng phải là đệ tử của ta. Kinh Lăng Già, Phật dạy: này Mahamati, thức ăn của người trí không phải là thịt và máu. Do đó thịt của trâu, chó, bò, heo, gà, vịt, tôm, cá, hoặc là thịt của bất cứ chúng sanh nào khác, vị Bồ Tát không nên ăn. Này Mahamati, vị Bồ Tát an trụ trong đại bi, thương chúng sanh như đứa con độc nhất, cho nên phải kiêng ăn thịt. Lời Đức Phật nói quả thật là đúng. Làm sao người có lòng đại bi mà ăn thịt chúng sinh được? Trước khi Phật nhập Niết Bàn, Ngài vẫn còn căn dặn: này Ca Diếp, bắt đầu từ nay trở đi, Như Lai không cho phép hàng thanh văn đệ tử ăn thịt. Nếu đàm diệt dân thí, phải xem thịt ấy như là thịt của con mình. Như Lai cấm các hàng đệ tử không được ăn tất cả các thứ thịt. Kinh Đại Bát Niết Bàn. Ngoài việc không sát sinh và ăn thịt ra, chúng ta còn phải tránh những nghề ác. Trong Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, Phật dạy: những nghề ác không nên làm, như là nghề đồ tể, nghề buôn bán súc sinh, nghề mua bán cung tên, đao, kiếm, súng, đạn, nghề bán rượu, nghề bán men, nghề nuôi heo, nghề nuôi gà, nuôi cá, bắt cá, săn bắn, bẫy chim, bắt trăng, nghề coi ngục, nghề đánh giặc mướn, làm giặc. Tại sao Đức Phật không cho các hàng Phật tử không được nuôi các loài vật? Nuôi vật, một là phạm tội giam nhốt chúng, hai là tạo điều kiện cho người ta giết hại ăn thịt. Ngoại trừ trường hợp như ông Tiểu Lại họ Trương đến lò sát sinh, mua các loài vật sắp bị giết, đem về nhà nuôi chúng cho đến chết, rồi đem đi chôn thì được. Nếu nuôi để giết hại, ăn thịt và bán thì không được. Nói đến quả báo của làm nghề ác, ở trấn Nam Tường Gia Định có người dân tên Thái Lục. Lâu nay lấy nghề giết chó làm kế sinh nhai. Một hôm vào lúc hoàng hôn, Thái Lục giết một con chó, rồi định đem nước sôi rưới lên mình nó để cạo lông, thì đột nhiên cảm thấy mắt mờ, tai ù, tâm thần hoảng loạn. Khi đó con chó đang nằm thở thoi thóp sắp chết, bỗng nhiên đứng lên, dùng hết sức lực cắn vào cánh tay Thái Lục mà không chịu buông. Thái Lục đau đớn ngã xuống đất kêu gào thảm thiết. Tiếng kêu bi ai của ông kinh động đến nhà hàng xóm. Mọi người xúm lại lấy cây cạy răng con chó ra, nhưng răng ngập sâu vào thịt, không cách nào kéo ra được. Do vậy Thái Lục đau đớn nằm lăn qua lăn lại trên mặt đất, nước mắt đầm đìa, phẫn tiểu bắn ra, toàn thân rũ rượi, hai tròng mắt trợn ngược, trông thấy phát khiếp. Thế rồi ông kêu rú lên một tiếng như tiếng chó sủa, nghe rất thê thảm, rồi trút hơi thở cuối cùng, chết một cách tức tưởi. Câu chuyện Thái Lục giết chó, bị chó cắn chết dần dần được truyền đi khắp nơi. Những người trong trấn bàn tán xôn xao. Sự việc này xảy ra, lòng người càng tin chắc lý nhân quả, làm thiện gặp thiện, làm ác gặp ác. Kể từ đó, khi nói đến chó, mọi người đều biến sắc mặt, không còn ai dám ăn thịt chó nữa. Kỷ Hiểu, Sùng Tiên Sinh Bút Ký có chép: vợ chồng họ Cổ làm nghề giết bò, về sau ông chồng đau mù cả hai mắt, vợ thì bị bệnh da thịt cứ lở loét,
chạm vào quần áo đau đớn vô cùng, ngày đêm rên la, một tháng thì chết. Thế mới biết những kẻ ưa sát sinh thường bị chết thảm, cho nên việc nhân quả báo ứng hoàn toàn không phải là chuyện bịa đặt. Trong quyển Hồi Hương Bút Ký có một đoạn mô tả như sau: vào đời Thanh Tuyên Tông năm Đạo Quang ở huyện Đào Khê, có một kẻ chuyên mổ thịt trâu đem bán, mà mọi người ai cũng biết, đó là Phạm Đăng Sơn. Suốt đời giết hại không biết bao nhiêu con trâu, vừa đem bán vừa để ăn. Một hôm trên không bỗng nhiên mây đen tụ lại, trời đất tối sầm, rồi mưa gió nổi lên dữ dội, sấm chớp vang rền. Ngay lúc ấy sét đánh trúng Phạm Đăng Sơn, nhưng y không chết, song mặt mày cháy nám, da thịt cuộn lại, đau đớn rên la, kêu rống lên một cách thê thảm, hai mắt đẫm lệ, trợn lên như sắp lồi ra ngoài. Do lửa đốt nên da thịt nứt nẻ, anh ta dùng tay cào những chỗ thịt bị rã nát, giò lại rồi bỏ vào miệng. Vừa ăn vừa nói, thịt trâu ngon quá. Trải qua chừng vài tháng rồi tắt thở. Những người chứng kiến cảnh ấy ai nấy đều cảm thấy lạnh xương sống. Nên biết rằng sự báo ứng của nghiệp sát sinh hết sức là nghiêm trọng, mà quả báo của nghiệp giết trâu, bò, chó lại càng nghiêm trọng hơn. Vì chúng có công với người đời, tại sao lại nhẫn tâm giết nó để bán và ăn thịt? Vào năm Ung Chiến thứ 10 đời Thanh, tại huyện Quỳ Hưng, có một người họ Ngụy làm nghề bắn chim. Những con chim bắn được, ông đem đi bán hoặc giết đi ăn thịt vô số kể. Ông cũng ưa bắt lươn, cá, rùa, rắn, ếch nhái, thậm chí còn thuốc cá, phá hủy ổ chim. Chẳng có việc ác nào mà y không làm. Có người hiền trí thấy thế khuyên ông: "Này ông Ngụy à, ông nên đổi nghề sát sinh, đi làm ruộng rẫy hoặc chọn một nghề chân chính nào đó mới tốt." Ông Ngụy chẳng những không nghe mà còn oán thiên hạ là lắm chuyện. Lâu ngày chày tháng, tội nghiệp của ông càng lúc càng sâu nặng. Sau cùng, ông mắc một chứng bệnh khắp người nổi những bọc nước lớn như trứng bồ câu, da tiêu thịt rữa, nằm trên giường đau đớn kêu la thảm thiết. Mang bệnh ác nghiệt như thế trong ít ngày rồi ông ta chết. Sau khi ông chết, hoàn toàn tuyệt tự, không có một đứa con nối dõi. Nghiệp sát quá nặng, tất nhiên phải chuốc lấy tai ương. Thế nên mọi người hãy suy gẫm mà tránh xa việc sát hại chúng sinh.